cô xin chào tất cả các con học sinh yêu quý cô xin tự giới thiệu cô tên là phạm thị xuân lan giáo viên trường tiểu học kim liên đống đa hà nội cô rất vui mừng khi được đồng hành cùng các con trong tiết học toán ngày hôm nay để tiết học được hiệu quả cô xin lưu ý các con một số điều sau trước hết các con hãy chuẩn bị một quyển sách giáo khoa toán, vở để học toán và một số đồ dùng học tập như bút mực, bút chì và thước kẻ. Sau khi đã chuẩn bị xong sách vở và đồ dùng học tập rồi, các con hãy ngồi học ngay ngắn nơi có đủ ánh sáng. Và trong quá trình học, các con lưu ý tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu bài học nhé! Các con ạ, à, ở tuần 19 và 20, các con đã được học bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn tập ở phần khởi động. Cô có một trò chơi có tên gọi là Đi câu cùng Doraemon. Các con ạ, à, hôm nay là một ngày đẹp trời, bạn mèo máy Doraemon quyết định rủ bạn Nobita đi câu đấy. Các con xem, có rất nhiều các con vật đang tung tăng bơi lội này. Mỗi con vật đều chứa trong nó một câu hỏi bí mật. Nếu các con trả lời đúng được các câu hỏi đó thì con đã giúp cho bạn mèo máy câu được một con vật đấy. Các con đã hiểu luật chơi chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Nào, hãy xem kìa, bạn Doraemon đã quăng cần câu và trúng một con cua rồi. Chúng ta cùng xem bạn cua này có câu hỏi gì nào. Điền số thích hợp vào ô trống. 2 x 8 bằng ô trống có 3 đáp án A 14, B 15 và C 16. Cô biết các con sẽ nhẩm rất nhanh bảng nhân 2 và tìm ra kết quả. Kết quả cuối cùng của chúng ta là C 16. Và bằng việc trả lời đúng câu hỏi này, các con đã giúp cho bạn Doraemon câu được một con cua rồi. Xin chúc mừng các con nhé. Lại quan sát tiếp nào. À, Cần câu của bạn lại trúng vào một con mực rồi này. Vậy bạn mực này có câu hỏi bí mật gì nào? Điền số thích hợp vào ô trống. Ô trống nhân 3 bằng 9. Có 3 đáp án. A, 2, B, 3, C, 4. Con đã tìm ra đáp án của mình chưa? Đáp án của bài này là B, 3. À bằng việc nhầm thuộc bảng nhân 3 Các con đã giúp cho bạn Doraemon câu thêm được một con mực rồi này Cô lại nhìn thấy một con cá màu hồng Chúng ta lại xem một câu hỏi tiếp theo nhé Điền số thích hợp vào ô trống 4 nhân ô trống bằng 20 A 5 B 6 C 4 để tìm ra số điền vào ô trống này, các con phải nhẩm nhanh bảng nhân 4 và kết quả cuối cùng của chúng ta là a à, 5. Xin chúc mừng các con và chúc mừng bạn Doraemon vì bạn đi đã có câu được thêm một con cá màu hồng rồi. Như vậy là bạn Doraemon sẽ rất vui vì câu được một con cua, một con mực và một con cá chính là nhờ các con đã học thuộc bảng nhân 2, nhân 3, nhân 4 đấy. Xin chúc mừng các con nhé! Các con ạ, à, vừa rồi các con đã thực hiện các phép tính 2 x 8, 3 x 3 và 4 x 5. Chính là các con đã áp dụng bảng nhân 2 x 3 x 4. Vậy thì bảng nhân 5 như thế nào? Để tìm hiểu điều đó, chúng ta cùng sang bài học ngày hôm nay. Có tên gọi là bảng. Nhân 5. Mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 101 và viết tên bài vào trong vở ô ly nhé. Sau bài học ngày hôm nay, các con sẽ lập được bảng nhân 5, học thuộc được bảng nhân 5, thực hành tính trong phạm vi bảng nhân 5 và áp dụng bảng nhân 5 vào giải toán có lời văn. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài mới nào. Cô lấy một tấm bìa có 5 chấm tròn. 5 được lấy một lần. Ta viết được phép tính nhân tương ứng là 5 x 1. 5 x 1 bằng bao nhiêu các con? Chúng ta cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy 5 x 1 bằng 5. 5 x 1 chính là phép tính đầu tiên của bảng nhân 5. Một tấm bìa có 5 chấm tròn. Cô lấy hai tấm bìa như thế, hỏi cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? 5 được lấy 2 lần. Ta có phép tính nhân tương ứng là 5 x 2. Vậy muốn biết 5 x 2 bằng bao nhiêu? Các con làm thế nào? Các con có thể đếm các chấm tròn ở đây Hoặc là có một cách khác là con chuyển tích này thành tổng các số hạng bằng nhau 5 x 2 bằng 5 cộng 5 bằng 10 Vậy 5 x 2 bằng 10 đây chính là phép tính thứ hai của bảng nhân 5. Các con lại quan sát tiếp nhé. Một tấm bìa có 5 chấm tròn. Cô lấy 3 tấm bìa như thế. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? 5 được lấy 3 lần. Ta có phép tính nhân tương ứng là 5 x 3 hãy chuyển cho cô phép tính nhân này thành tổng các số hạng bằng nhau nào. À, 5 x 3 bằng 5 cộng 5 cộng 5. Các con dễ dàng tính được bằng 15. Vậy, 5 x 3 bằng 15. 5 x 3 chính là phép tính thứ 3 của bảng nhân 5. Vậy là vừa rồi các con đã lập được ba phép tính đầu tiên của bảng nhân 5. 5 x 1 bằng 5. 5 x 2 bằng 10. 5 x 3 bằng 15. Bây giờ hãy cùng quan sát ba phép tính này nhé. 5 x 1 có nghĩa là 5 được lấy một lần bằng 5. 5 x 2 có nghĩa là 5 được lấy hai lần bằng 5 tức là lấy thêm một lần năm nữa thì kết quả sẽ được cộng thêm 5 đơn vị. 5 cộng 5 bằng 10. 5 x 3 có nghĩa là 5 được lấy 3 lần, tức là lại lấy thêm một lần năm nữa. Vậy theo các con, kết quả đã thay đổi thế nào? À, kết quả đã thay đổi là lấy kết quả của phép tính nhân liền trước cộng với 5 ra kết quả của phép tính nhân liền sau. Vậy các con hãy suy nghĩ tiếp. 5 x 4 bằng bao nhiêu? Và con đã làm cách nào để ra kết quả đó? Để tính được kết quả 5 x 4, các con có thể sử dụng phép tính cộng bằng cách chuyển 5 x 4 thành tổng các số hạng bằng nhau. Bằng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 bằng 20. Hoặc có một cách làm khác đó là con lấy 15 cộng 5 bằng 20. Vậy theo các con, hai cách làm đó thì cách làm nào dễ hơn? Rõ ràng là cách thứ hai nhanh hơn đúng không các con? Chúng ta chỉ việc lấy của phép tính liền trước cộng với 5 sẽ ra tích của phép tính nhân liền sau. Bây giờ các con sẽ dùng bút chì hoàn thành nốt các phép tính còn lại ở trong sách giáo khoa phần đóng khung màu xanh nhé. Các con đã làm bài xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau chữa nhé. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Các con có làm đúng hết như cô vừa chữa không? Nếu các con làm đúng hết thì có nghĩa là con đã biết được bảng nhân 5 rồi đấy. Như vậy là vừa rồi cô trò mình đã lập xong bảng nhân 5. Để giúp các con học thuộc được bảng nhân 5, cô có một số gợi ý cho các con như sau. Các con có thể che bớt một số tích của các phép nhân đi. Hoặc là các con có thể che một số các thừa số ở các vị trí khác nhau sau đó các con sẽ đọc nhiều lần bảng nhân này đọc xuôi đọc ngược và đọc một số phép tính để tìm ra kết quả các con đã thuộc bảng nhân năm chưa bây giờ cô sẽ đố các con một số phép tính nhân nhé các con hãy trả lời nhanh cho cô xem nào 5 x 2 bằng bao nhiêu các con? À, 5 x 2 bằng 10. Thế 5 x bao nhiêu bằng 25? À, 5 x 5 bằng 25. Bao nhiêu nhân 7 bằng 35? 5 x 7 bằng 35. Các con có trả lời đúng được 3 phép tính này của cô không? Nếu các con trả lời đúng được 3 phép tính này của cô, có nghĩa là con đã bắt đầu thuộc bảng nhân 5 rồi đấy. Các con ạ, à, như vậy là chúng ta đã lập xong bảng nhân 5, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau áp dụng bảng nhân 5 vào thực hành tính và giải toán ở phần luyện tập nhé. Chúng ta hãy bắt đầu với bài tập số 1. Tính nhẩm. Các con quan sát thấy là bài tập số 1 này chúng ta có tất cả là 10 phép tính. Bây giờ hãy dùng bút chì làm nhanh vào sách giáo khoa nào. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng ta cùng chữa nhé. Hãy quan sát kết quả của cô trên bảng, so sánh với phần làm của con ở trong vở, dùng bút chì chữa đúng sai nhé. 5 x 3 bằng 15. 5 x 5 bằng 25. 5 x 7 bằng 35. 5 x 2 bằng 10. 5 x 4 bằng 20. 5 x 6 bằng 30 5 x 10 bằng 50 5 x 9 bằng 45 5 x 8 bằng 40 Và 5 x 1 bằng 5 Các con có làm đúng hết giống như cô vừa chữa không? Nếu con làm đúng hết các phép tính này thì chứng tỏ các con đã học thuộc bảng nhân 5 rồi đấy Còn nếu như mà con vẫn có những phép tính sai thì con lại tiếp tục học kỹ hơn bảng nhân 5 nhé Bây giờ cô trò mình sẽ tiếp tục áp dụng bảng nhân 5 vào phần giải toán có lời văn ở bài tập số 2. Cùng đọc lại đề bài theo cô nào. Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày? Đề bài cho biết điều gì và hỏi gì các con nhỉ? À, đề bài cho chúng ta biết Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Mỗi tuần lễ chính là một tuần lễ đấy. Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Và đề bài hỏi, 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày? Đây chính là phần tóm tắt của bài. Các con đã nắm được bài toán chưa? Bây giờ hãy làm bài giải vào trong vở nhé. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng ta cùng nhau chữa bài nhé. Cô thấy có một số bạn sẽ ra bài giải đúng như sau. Bốn tuần lễ mẹ đi làm số ngày là 5 x 4 bằng 20 ngày Đáp số 20 ngày Các con ạ, à, người ta hỏi là Một tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày thì các con phải lấy 5 ngày nhân với 4 các con nhé. Ngoài lời giải này ra, các con còn có lời giải nào khác nữa không? À, bài này sẽ có lời giải khác như sau. Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là Nếu các con có đã chọn một trong hai lời giải như thế này là các con đã làm đúng rồi đấy. Xin chúc mừng các con đã biết áp dụng bảng nhân năm vào trong giải toán có lời văn nhé. Các con thân mến như vậy là vừa rồi các con đã học rất tốt bài học của ngày hôm nay. Để thưởng cho các con, cô sẽ cho các con chơi một trò chơi nữa. Các con có thích không? Trò chơi của cô có tên gọi là ong non tìm tổ. Các con ơi, có bốn bạn ong non ra khỏi tổ và rủ nhau đi chơi. Nhưng đến khi quay về thì các bạn lại không tìm thấy nhà của mình đâu cả, không tìm thấy tổ của mình đâu cả, bởi vì bề ngoài tổ giống nhau quá. Nhưng rất may là mỗi một tổ lại có những ổ khóa riêng các con ạ. Và để mở khóa đó thì mỗi bạn ong non đều có những mã số riêng của mình. Vậy thì con hãy giúp bạn ong non tìm mã số để mở ổ khóa của các bạn ý nào. Nào chúng ta hãy bắt đầu với tổ thứ nhất. 5 x 7 bằng. Theo các con mình sẽ điền mã số gì vào đây? À, 35 là mã số dùng để mở phép tính thứ nhất. Và chúc mừng bạn ong non thứ nhất đã trở về được tổ của mình. Chúng ta cùng tiếp tục đến Tổ thứ hai nào? Bao nhiêu nhân 9 bằng 45? Các con sẽ dễ dàng tìm ra được đúng không? Và kết quả cuối cùng của cô là 5 nhân 9 bằng 45 và chúc mừng bạn Ong Non, mã số 5 đã giúp bạn ấy trở về nhà rồi. Tiếp tục cùng đến tổ thứ ba nào. Nhìn thì có vẻ hơi khó các con nhỉ? Đây là một dãy số các con ạ. Vậy muốn tìm ra số nào điền ở sau này thì các con phải hiểu được quy luật của dãy số. Dễ dàng nhận ra rằng 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15. Vậy là dãy số này chỉ cần cộng dần thêm 5 thôi. Và lại lấy 15 cộng với 5 bằng bao nhiêu các con? À, 20 chính là đáp án cuối cùng. Và bạn ong này lại trở về tổ của mình rồi. Bây giờ còn bạn âm cuối cùng, chúng ta cùng xem bạn có về được tổ của mình không nhé. Bạn âm cuối cùng cũng đã trở về được tổ, con có biết vì sao mà bạn ấy lại trở về được tổ của mình không? À, chính là vì mã số của bạn đã mở được ổ khóa. Tại sao vậy nhỉ? Hãy cùng quan sát dãy số này nhé. 5 x 5 cộng 5. Đây là một dãy số gồm có hai phép tính là phép tính nhân và phép tính cộng Thì con phải thực hiện phép tính nhân trước Phép tính cộng sau 5 x 5 bằng 25 Sau đó đem 25 cộng 5 bằng 30 Chúc mừng bốn bạn ong đã trở về được tổ của mình Và chúc mừng các con đã hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rất là tốt Cô dặn các con hãy tiếp tục ôn bảng nhân 5 để áp dụng vào các bài toán nhanh hơn nữa các con nhé cảm ơn các con đã theo dõi bài học ngày hôm nay và tạm biệt các con